Thưa quý vị, ngày nay chúng ta thường nghe tới việc phân tích dữ liệu. Dữ liệu là tài nguyên quan trọng của mỗi doanh nghiệp. Nói cách khác, dữ liệu được xem là xương sống trong việc bảo đảm hoạt động, xác định xu hướng, dự báo tương lai của mỗi doanh nghiệp. Với thế mạnh đào tạo công nghệ thông tin, trường cao đẳng FPT Polytechnic nói chung và FPT Polytechnic Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đã đón đầu xu hướng khi triển khai chương trình đào tạo chuyên ngành xử lý dữ liệu, được các chuyên gia, doanh nghiệp đánh giá là ngành học không thể thiếu trong bối cảnh số hóa hiện nay và trong tương lai. Vậy thực tế chuyên ngành xử lý dữ liệu học gì, có công việc ra sao? Mời quý vị khán giả cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Đây là một lớp học về trực quan dữ liệu cơ bản của chuyên ngành xử lý dữ liệu tại trường cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây các bạn sinh viên được học những kiến thức như hiểu được tầm quan trọng của việc biểu diễn dữ liệu trực quan để truyền tải thông tin đến người dùng, cách thực hiện những lưu ý quan trọng trong việc biểu diễn trực quan hóa dữ liệu, các khái niệm nền tảng trong ngành xử lý dữ liệu để ứng dụng vào các môn học. Xử lý dữ liệu là việc chuyển đổi dữ liệu thô trở thành dạng thức có thể sử dụng và khai thác hiệu quả, giúp doanh nghiệp nắm bắt nhanh chóng xu hướng, tình hình hoạt động để sớm có những bước đi phù hợp trước những biến động trên thị trường. Ngày trước, việc xử lý dữ liệu được làm khá thủ công, tốn thời gian và tỷ lệ sai sót cao. Ở thời điểm này, dữ liệu hầu hết được xử lý tự động và tối ưu thông qua các phần mềm, tiết kiệm thời gian hơn và đảm bảo sự chính xác hơn. Lựa chọn học chuyên ngành xử lý dữ liệu, sinh viên cần có niềm đam mê với công nghệ thông tin. Đặc biệt, các bạn cần có sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và cẩn thận để hoàn thành tốt công việc xử lý, phân tích, trình bày dữ liệu để đem lại hiệu quả trong quá trình sử dụng khai thác. Mặc dù là ngành mới ở Việt Nam nhưng mà nó cũng không quá khó. Nếu mà bạn biết tự học và tuân thủ theo cái giáo trình của trường mình học ra, sau đó học trên lớp, nghe thì cô giảng lại thì chắc chắn mình sẽ dễ hiểu bài và làm được. Em rất thích là cái việc học kết hợp giữa online và offline. Ở trên online thì em được tiếp cận với các khóa học quốc tế trên nền tảng Udemy. Còn trên lớp thì em được thầy cô review kiến thức và giải đáp một số thắc mắc cho em. Dạ. Và bên cạnh đó gần đây thì trường có tổ chức các xưởng thực hành giúp cho em tiếp cận với các dự án thực tế của doanh nghiệp. Trường cao đẳng FPT Polytechnic đã xây dựng ngành học này đào tạo nên những kỹ sư, chuyên viên xử lý dữ liệu với những môn học rất thực tế như kiến thức tổng hợp về tin học cơ sở, xác suất thống kê, xử lý dữ liệu, kỹ năng thu thập, làm sạch, chuyển đổi, xử lý và trực quan hóa dữ liệu sử dụng công cụ Excel và Power BI, phân tích và xử lý dữ liệu bằng ngôn ngữ lập trình Python và các API chuyên nghiệp NumPy, Pandas, v.v. Phân tích, thiết kế, xây dựng và quản trị kho dữ liệu, truy vấn tổng hợp và trực quan hóa dữ liệu với công cụ SQL Server Analysis, quản lý và thực hiện dự án xử lý dữ liệu, kỹ năng phần mềm và tiếng Anh, kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng xử lý tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện công việc, tiếng Anh giao tiếp. Các bạn học chuyên ngành xử lý dữ liệu thì là một cái chuyên ngành khá mới, cho nên là nhà trường cho các bạn tiếp cận thông qua những cái buổi workshop, những buổi seminar xuống doanh nghiệp thực tập và các bạn tiếp cận với lại những cái dữ liệu thực tế để từ đó các bạn sẽ có được những cái hình dung về cái dữ liệu các bạn mong muốn triển khai nó là gì, đi vào chi tiết của cái câu chuyện dữ liệu nó là gì và tiếp cận với lại những cái yêu cầu thực tế từ doanh nghiệp để các bạn có thể có được những cái định hướng xử lý dữ liệu nó được tốt hơn. Bắt kịp xu hướng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cùng với sự bùng nổ, phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực công nghệ thông tin, nhiều lĩnh vực ngành nghề đã có những bước chuyển đổi, số hóa, đem lại kết quả tích cực ngay lúc này. Trở thành sinh viên chuyên ngành xử lý dữ liệu đã và đang là lựa chọn của khá nhiều bạn trẻ hiện nay với cơ hội việc làm rộng mở, cùng mức thu nhập có thể lên tới hàng chục triệu đồng mỗi tháng và nếu có năng lực cạnh tranh, kinh nghiệm cùng nền tảng kiến thức vững vàng để làm việc tại các doanh nghiệp, công ty tại thị trường quốc tế, mức thu nhập có thể lên tới cả 100 triệu đồng.